Xin chào các anh chị và các bạn, hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 77 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ sơ cấp. Chủ đề của phần 77 này là Tàu Mỹ Tờ Phận Dô. Tàu Mỹ là xui xẻo, như vậy là Tàu Mỹ Tờ Phận vô có nghĩa là người bạn xui xẻo. Mình cũng có thể uh, mở rộng thêm cho từ Tàu Mỹ này, ví dụ như là Chín uh, thén Tàu Mỹ tờ y thiên, hôm nay là một ngày xui xẻo. trên Tàu Mỹ uh, xui xẻo quá. À rồi. Sau đây xin mời các anh chị và các bạn cùng nghe người bản xứ người ta đọc nội dung chi tiết của đoạn văn ngắn này nhé. Để xem mọi người có nắm được nhiều không trước khi mình sẽ tiến hành giải thích nội dung chi tiết. 桃美的朋友。朋友在一个公司当会计,有一次,快过年了, <laughs> 我给朋友发了一条祝福的信息，信息写的是：“快过年了，祝你新的一年身体健康，数钱数到手抽筋。”过年的时候，希望别人赚大钱是很好的祝福。我以为朋友会很高兴，没想到过了一会儿，朋友回了我一条信息。 怪不得大家都说你是乌鸦嘴呢！你说让我数钱数到手抽筋，这下好了，验钞机坏了，我现在正在数钱，手真的快抽筋了。倒霉的朋友，朋友在一个公司当会计，见的最多的就是人民币了。有一次快过年了，我给朋友发了一条祝福的信息。 信息写的是：“快过年了，祝你新的一年身体健康，数钱数到手抽筋。过年的时候希望别人赚大钱是很好的祝福，我以为朋友会很高兴，没想到过了一会儿，朋友回了我一条信息：怪不得大家都说你是乌鸦嘴呢，你说让我数钱数到手抽筋，这下好了，验钞机坏了，我现在正在数钱。” sở真的快抽筋了。Xin chào mọi người, vừa rồi mọi người đã nghe được hai lần, lần đầu thì chậm một chút và lần sau thì nhanh hơn một chút. Và mọi người đã nắm bắt được nhiều không ạ? À? Bây giờ mình sẽ tiến hành giải thích nội dung chi tiết nha. Thì đầu tiên cái tựa đề là Tòa Mỹ tập Phưởng Vô thì người bạn Xui Xẻo đã giải thích từ ngay đầu của video clip rồi. Bây giờ chúng ta vào nội dung nè. Phượng Dầu trong một cơ cung tăng khoai chi. Phượng ở đây mình sẽ hiểu là của Phượng là bạn tôi á. Trai ý cơ cung tăng khoai chi là làm kế toán ở một công ty. Vẫn nhắc lại là ở đâu mới làm gì cho nên là phải trai ý cơ cung rồi mới tăng khoai chi. Tăng khoai chi thì cũng có thể nói là chua khoai chi cũng được. Không sao cả. Tăng ở đây mình có thể đổi là chua. Nhưng từ tăng này nó rất đẹp ở chỗ là dùng đối với làm đối với một cái nghề nghiệp nào đó, một cái chức vụ, một vai vế nào đó, chúng ta dùng từ tăng này hay hơn, chính quy hơn. Ví dụ tăng lão sư là làm giáo viên, tăng khoai chi làm kế toán, tăng tàu dỗ làm hướng dẫn viên du lịch. Rồi làm một cái vai vế nào đó, ví dụ như là tăng ba bà, tăng cưa cưa, làm bố, làm anh, tăng ma mà là làm mẹ, cũng dùng từ tăng này được. Và có một từ nữa chúng ta cũng có thể thay đổi đó là từ cưa cha ý cơ cung thì mình có thể đổi là chai y giá cung tăng khoai chi từ cớ là lượng từ có thể đổi bằng từ cha đọc lại một lần nữa phẫng dồ cha ý cơ cung tăng khoai chi trên trên là gặp được trên những cái thứ mà mình gặp nhiều nhất chiếu bi là chính là những nhân dân tệ vì công ty trung quốc mà nếu làm kế toán hoặc là uh, thủ quỹ rồi thì vẫn thường xuyên tiếp xúc với tiền thì tiền của trung quốc là nhân dân tệ rồi chen tờ chơi tố tờ rỉnh miễn bi là nhân dân tệ dù dĩ sư là có một lần mình có thể dịch thoáng là một lần nọ khoai cua nẻn là khoai cái gì đó lơ tức là chuẩn bị hoặc là sắp khoai cua nẻn là à, sắp đón tết rồi tức là tết sắp tới rồi Vô, phá ý thiểu, tru phủ xin gửi朋友发了一条祝福的信息，祝福的信息 tức là một cái tin chúc, chúc phúc tức là cái tin chúc mừng. Chúc xin xí, là một cái tin chúc phúc tức là chúc may mắn á. Thẻo đây là lượng từ, Dí thẻo mình có thể đổi bằng dĩ cơ cũng được nhưng từ thẻo đây chính quy hơn. Rồi của trù phủ tờ xin xí, tôi đã gửi một tin chúc phúc hoặc là một tin chúc may mắn cho người bạn của mình. Động từ đây là phá. Phá là dĩ thẻo trù phủ tờ xin xí. Xin xí xẻ tờ sơ. Xin xí tờ sơ đây, tức là tờ nây rủng đó. Nội dung của cái tin nhắn đó đã viết là Xin xí xẻ tờ nây sơ. Khoai qua nền là Khoai qua nền là sắp đến Tết rồi. Chúc nì là chúc bạn. Xin tờ y tức là xin tờ y nén. Xin tờ y nén từ nén thuộc của, của trang sau. Xin tờ y nén là chúc bạn có một cái năm mới nè. Sân thị chen kháng. Sân thị chen kháng tức là sức khỏe, dồi dào. Chen kháng là khỏe mạnh. Sân thị chen kháng là sức khỏe, dồi dào. Xu chén là đếm tiền sù <tư> chén sù tao sổ sâu chiên sù chén là đếm tiền tới sù đó nó còn một cái âm đầu khác là su su là con số ví dụ rỉnh su là số người thiên sù là cái số ngày chén su là số tiền còn nếu đọc là sù thì nó là động từ đếm rồi sù chén sù to đếm tiền đếm đến mức to Sầu, sâu chiên là cái tay nó bị chuột rút luôn sù chén sù tao sầu, sâu chiên qua niệm tới sử hô khi mà đón Tết hoặc là khi Tết đến, si quan bẻ rểnh hy vọng mọi người tranh ta sẽ là kiếm được nhiều tiền, kiếm được một khoản tiền lớn, tranh là làm ăn kiếm được, tranh ta sẽ tức là kiếm được một món tiền lớn. Sư hỉnh họ từ tru phủ là một cái câu chúc may mắn rất là hay, rất là tốt, rất là được nhiều người yêu thích. Xí vang Quá gì là tôi tưởng rằng Quá gì là tôi tưởng rằng Phận dồ khuê hình cao xiên Bạn tôi nó sẽ rất là vui Phận dồ huy hình cao xiên Tôi cứ tưởng là bạn tôi sẽ rất vui Mỹ sàng to không nghĩ đến tới mình dịch là không ngờ rằng Cô là dĩ huê qua một lát sau phấn dầu hủy là ta xin si. hủy đây là trả lời chữ hồi hồi đáp á dầu hủy là xin si. như vậy là bạn tôi đã trả lời cho tôi một cái tin nhắn Quai bua tử Quai đây là trách Quai bua tử là trách không được có nghĩa là chẳng trách hoặc là thảo nào ta cha tô so mọi người đều nói nì sơ u gia trệ bạn là U gia trì là cái miệng của con quạ đen. U gia là con quạ. U gia trì là cái miệng của con quạ đen tức là rất là xui xẻo. U gia trì là thể hiện sự xui xẻo. và trong văn hóa của trung hoa của việt nam cũng vậy con quạ người ta không có thích lắm. người ta cho là con quạ nó mang đến cái điềm không có lành. U gia trì là cái miệng quạ tức là cái miệng rất xui xẻo đó. như vậy đọc lại câu này là. Quài so, so à. cũng được. Nì số so, răng sụ chén, sụ tao, sâu Bạn nói là hãy để cho tôi đếm tiền, đếm đến mức mà cái tay ấy, nó bị chuột rút luôn. Trơ xa, ta dịch là lần này. Trơ xa họ là lần này thì đúng rồi, lần này thì tốt rồi, à, đúng rồi hoặc là tốt rồi cũng được. Yên sao chí. Khoai là. Yên sao chí là cái máy đếm tiền. Khoai là là bị hư rồi. Yên này là chữ yên là chữ nghiệm. Có nghĩa là kiểm nghiệm. À, kiểm nghiệm, nghiệm thu. Chữ nghiệm đó. Sau này là sao phiếu sau này là tiền mặt, tiền giấy. Chi là cái máy. Như vậy là yên sao chí là cái máy đếm tiền. Khoai là là bị hư rồi. Hòa xin chai. Trân chai sụ chén. Bây giờ tôi đang đếm tiền đây. Sầu trấn tờ cái tay trên đây là thực sự khoai sâu chín là sắp bị chuột rút luôn rồi sắp bị chuột rút luôn rồi thì đó là nội dung chi tiết của bài mọi người có thấy bài này quá khó không ạ à? chúng ta tập làm quen với một số những cái từ mới nhé đỏ máy the朋友 朋友在一个公司当会计，见的最多的就是人民币了。有一次快过年了，我给朋友发了一条祝福的信息，信息写的是：“快过年了，祝你新的一年身体健康，数钱数到手抽筋。”过年的时候希望别人赚大钱是很好的祝福，我以为朋友会很高兴，没想到过了一会儿，朋友回了我一条信息。 怪不得大家都说你是乌鸦嘴呢！你说让我数钱数到手抽筋，这下好了，验钞机坏了。我现在正在数钱，手真的快抽筋了。và đến đây mình xin kết thúc phần 77 này. Chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả. Mọi người hãy cho thầy một like để ủng hộ tinh thần. Và nếu ai chưa đăng ký thì hãy đăng ký để có thể nhận được. thông báo của những video clip mới nhất xin chào mọi người